là mình cũng nghe rất là nhiều rồi, nhưng mà trên thực hành lâm sàng thì có lẽ là mình vẫn chưa có được triển khai rộng rãi cái kế hoạch hành động. Thì về cái phần trình bày này thì em sẽ xin trình bày ở ba cái mục. Thứ nhất đó là kế hoạch hành động trong hen là gì, và cái tại sao chúng ta phải sử dụng cái kế hoạch hành động trong lâm sàng, và cái khuyến cáo kế hoạch hành động này là như thế nào. Thì thứ nhất là phần đầu tiên, thì kế hoạch hành động là gì? Thì cái kế hoạch hành động này thì chẳng qua đây là một cái phương thức, một cái cách để mà chúng ta cho phép bệnh nhân là tự quản lý, và được thiết kế để giúp cho bệnh nhân nhận diện được những cái triệu chứng của bệnh nhân, khi nào bệnh nhân đang ổn, hen bệnh nhân đang ổn, khi nào bệnh nhân cần phải dùng thêm thuốc, khi nào bệnh nhân cần phải đi nhập cấp cứu. Thì nhìn chung một cái kế hoạch hành động thì nó sẽ thường có khoảng ba cái vùng như chúng ta thấy ở đây. Cái vùng màu xanh là cái vùng mà có cái kiểm soát hen tốt, vùng màu vàng là cái vùng mà bệnh nhân có những cái triệu chứng hen xấu hơn, và vùng màu đỏ là cái vùng hen máu động và bệnh nhân cần ứng với những cái vùng đó, thì chúng ta sẽ có những cái triệu chứng và những cái thái độ xử trí để mà phù hợp. Thì ở đây là một cái kế hoạch hành động của Úc. Thì họ cũng chia thành từng cái phần khác nhau. Thì phần đầu tiên là cái phần màu xanh, đó là khi bệnh nhân khỏe, bệnh nhân không có triệu chứng. Thì nhìn chung được gọi là khỏe không có triệu chứng, thì theo của Úc thì thường là bệnh nhân sẽ không có triệu chứng hoặc là ít triệu chứng, không có bị triệu chứng về ban đêm và ít sử dụng cái thuốc cắt cơn. Còn có những cái dấu hiệu báo động, ví dụ như khi không khỏe bệnh nhân có triệu chứng vào ban đêm và buổi sáng, hoặc là bệnh nhân tăng cái việc mà sử dụng những cái thuốc mà cắt cơn, thì cái này thì chúng ta cần phải giáo dục cho bệnh nhân biết nhận diện được, và những cái vùng mà xấu hơn, những cái vùng nguy hiểm hơn mà bệnh nhân cần phải biết, là những cái vùng khi triệu chứng tiếp tục xấu đi, khi bệnh nhân tiếp tục ho khè khó thở nhiều hơn, hoặc là những cái vùng mà chúng ta thấy ở đây là bệnh nhân nặng cần phải nhập cấp cứu khẩn cấp, là những cái vùng màu đỏ này. Thì với cái mục tiêu của cái kế hoạch hành động thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân biết nhận diện được những cái triệu chứng, những cái điểm, những cái phần nào cần bệnh nhân và các thái độ xử trí. Thì kế hoạch hành động đó, thứ nhất là cái phần nhận diện cái triệu chứng, và thứ hai đó là cái phần mà bệnh nhân tự xử trí tại nhà. Vì kế hoạch hành động này là mình thiết kế để bệnh nhân tự xử trí, giúp giảm cái gánh nặng cho bác sĩ. Tại vì nhiều khi mình thấy bệnh nhân mà cứ từ tuyến tỉnh mà cứ phải lên đi lên Hà Nội, lên Thành phố Hồ Chí Minh thì rất mất nhiều thời gian. Nếu mà bệnh nhân có khả năng tự xử trí ở nhà thì đôi khi nó sẽ tiết kiệm được cái thời gian công sức cho bệnh nhân nhiều hơn. Thì ứng với mỗi cái vùng màu xanh, vùng màu đỏ, vùng màu vàng, chúng ta thấy thì sẽ có những cái thái độ xử trí khác nhau. Ví dụ ở đây là vùng màu xanh thì gần như là bệnh nhân sẽ tiếp tục duy trì thuốc bệnh nhân hiện tại. Và cái vùng màu vàng là cái vùng mà chúng ta sẽ phải rất là quan tâm, là tại vì cái vùng màu vàng là cái vùng mà gọi là tranh tối tranh sáng, triệu chứng bệnh nhân nhiều hơn, bệnh nhân có nên tiếp tục điều trị tự tăng liều hay không, hay là bệnh nhân phải nhập viện, và tăng liều thì tăng như thế nào trong cái vùng màu vàng này. Thì đây là một cái vùng mà rất là khó ở trong cái kế hoạch hành động. Khó nhất là cái vùng màu vàng. Còn vùng màu xanh thì nó tương đối đơn giản, bệnh nhân khỏe đơn giản, hoặc là vùng màu đỏ thì nó cũng đơn giản là nó nặng quá thì mình đôi khi nó sẽ rõ ràng hơn. Còn cái vùng mà nó dưới giữa thì nó sẽ gây ra nhiều cái sự mà khó khăn cho không chỉ cho bệnh nhân mà cho cả các nhân viên y tế của mình. Thì cái kế hoạch hành động này thì mình lúc đầu mình khi mà em tiếp xúc với kế hoạch hành động thì em cũng không hiểu rõ lắm, là tại vì thấy nghe nó chung chung, các đưa tờ giấy cho bệnh nhân là xong rồi, cứ vô phát tờ giấy cho bệnh nhân rồi bệnh nhân về muốn làm gì thì làm. Nhưng mà thật sự khi mà mình đọc một chút xíu, mình nghiên cứu kỹ chút xíu thì mình thấy rằng kế hoạch hành động thì nó phải phù hợp với bệnh nhân. Phù hợp ở đây thứ nhất là mỗi bệnh nhân thì sẽ có cái yếu tố khởi phát khác nhau, và thứ hai nữa là cái chế độ điều trị của mình. Thì chế độ điều trị của mình hiện tại thì nó lại phức tạp ở chỗ là chúng ta có hai cái loại điều trị. Thứ nhất là chúng ta dùng cái ICS và cái formoterol mà duy trì khi cần hút thêm. Và dạng thứ hai là chúng ta dùng, có thể dùng bậc 1, bậc 2, bậc 3 gì đó. Thì mình dùng cái ICS duy trì và khi cần thì mình dùng thêm một cái SABA vào thêm. Và do cái chứng cứ của hai cái kiểu điều trị này nó khác nhau, cho nên là bệnh nhân của hai cái kiểu điều trị này thì mình lại có hai cái loại cái hành động khác nhau. Cho nên mặc dù là nói một cái hành động nhưng mà mình phải cá thể hóa. Ví dụ như ông này có dùng phọc meterol mà cắt cơn thì nó sẽ khác với lại cái ông mà dùng cái SABA duy trì. Thì như vậy thì mình thấy là mình có hai cái hành động. Thế đây là một cái hành động mà dùng cái mình hay, đây là mình hay dùng cái Simbicort. Ở Việt Nam mình cũng dùng Simbicort, thì nó cũng giống như là kia, nó cũng có ba vùng. Thứ nhất là cái vùng bình thường không có triệu chứng gì hết,
thì bệnh nhân tiếp tục duy trì. Vùng thứ hai là cái vùng mà bệnh nhân bắt đầu lên cơn hen xấu đi, thì bệnh nhân có thể là hút thêm một cái nhát hai nhát xin bị cọc gì đó. Và vùng thứ ba là cái vùng mà cấp cứu hen thì nó đơn giản rồi. Cái vùng trong cái đợt kịch phát hen này có một số nước thì họ sẽ phát cho bệnh nhân cái corticoid uống, và khi mà bệnh nhân có triệu chứng như thế nào mình giáo dục cho bệnh nhân thì bệnh nhân tự xử trí, tự uống corticoid ở nhà. Thì cái điều này thì có một cái điều cũng rất là băn khoăn, tại vì Việt Nam của mình thì cái việc mua corticoid thì nó không có khó khăn như là tụi ở nước ngoài phải có toa này nọ, còn Việt Nam mình cứ ra nhà thuốc là đảm bảo là muốn bao nhiêu cũng có hết. Cho nên là đây cũng là một cái phần mà khi mà sau này nếu mà kế hoạch hành động mà dành cho Việt Nam của mình thì mình cũng cần phải xem xét rất là kỹ có nên đưa vào không. Nếu mà đưa vào nhiều khi bệnh nhân uống xong khỏe cái bệnh nhân không bao giờ đi khám nữa. Rồi tiếp theo nữa là một cái kế hoạch hành động mà dành cho cái nhóm mà mình không có sử dụng cái phocmoterol cắt cơm, thì nó cũng giống như vậy. Nó cũng giống như là cái kia, thì cũng chia thành khi khỏe, khi không khỏe, là triệu chứng xấu đi vân vân. Và cái tăng liều ở trong cái nhóm cái dùng mà mình không dùng cái simbicort mà dùng sedatide đó, thì mình sẽ thấy là nó sẽ tăng hơi khác chút xíu. Nó không phải là khi mà bệnh nhân lên cơn mình lấy sedatide xịt thêm, hay là lên cơn thì cứ lấy pendolin xịt thêm, thì nó khác. Và ở đây thì Gina là mình thấy có cái bằng chứng, một số cái bằng chứng trong cái việc mà mình tăng liều ở giữa cái hai cái kiểu mình điều trị khác nhau, giữa cái điều trị mà dùng cái ICS và phocmoterol cắt duy trì và cắt cơ, hoặc là dùng SA3 cắt cơ. Thì ở đây thì trong trường hợp mà hen nhẹ, hen bậc 1 thì mình thấy là khi đang dùng cái này thì mình chỉ cần khi dùng phocmoterol ICS liều thấp cắt cơ thì mình có thể chỉ cần tăng tần suất sử dụng lên. Còn Gina vẫn khuyến cáo là khi mà mình chỉ dùng SA3 cắt cơ thì mình tăng tần suất sử dụng SA3 lên. Thì Gina 2020 thì các cô đang cũng tốt cho rất là nhiều, thì mình có khuyến cáo hơi thay đổi chút xíu là khi mà dùng thêm SA3 thì mình phải dùng thêm một cái ICS khi cần, ICS khi bổ sung thêm. Còn cái này thì do những cái nghiên cứu và các hành động thì nó ra đời trước đây, cho nên là họ vẫn khuyến cáo là khi mà mình nhóm hay nhẹ chỉ dùng SA3 thì mình chỉ tăng cái SA3 này thôi. Thì đây là một cái điểm mà mình nếu mà mình làm mình cũng cần phải đánh giá lại, còn có thể bổ sung thêm bùn đệm. Và trong những trường hợp mà hen nặng hơn thì mình có thể chia thành những cái nhóm, ví dụ như là dùng cái theo liệu pháp SMAC. Liệu pháp SMAC thì cứ việc tăng thêm một thêm cứ thêm hút thêm thôi, đơn giản, không có vấn đề. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng sedatide thì mình thấy là, hoặc là dùng simbicort nhưng mà lại dùng pendolin cắt cơ, thì mình thấy là cái việc nó sẽ hơi khác nhau, là chúng ta lúc đó thì mình lại không trong trường hợp mà ICS duy trì SA3 cắt cơ thì mình lại tăng liều ICS lên, còn cái trường hợp mà ICS phòng ngừa duy trì thì mình có thể dùng tăng gấp 4 lần. Trong trường hợp chúng ta dùng đây là cái trường hợp cái pendolin, xin lỗi, dùng cái sedatide thì hoặc là tăng liều lên, hoặc là mình sẽ phải bổ sung thêm một cái chai ICS bên ngoài, là ví dụ như bệnh nhân la mua chai một chai fixotide nào đó rồi xịt thêm vô, chứ không có lấy cái chai sedatide xịt lên, tăng liều lên. Còn một cái vấn đề nữa đó là cái việc mà chúng ta thấy là mình sẽ dùng cái corticoid uống. Thì corticoid uống thì họ vẫn gôn vẫn khuyến cáo là trong trường hợp cái phát nạn và họ dựa vào cái BF hoặc FEV1, thì cái này sợ đôi khi nó sẽ không khả thi, đặc biệt là Việt Nam của mình, mà bắt bệnh nhân mua cái máy về đo thì nhiều khi đo không biết có đo được không, nhiều khi phá sản trong cái việc mà mình đo cái lưu lượng đỉnh, mặc dù chứng cứ thì cao nhưng mà đôi khi nó không thực tế, nó không khả thi. Và đôi khi sợ lạm dụng cái OCS này. Thì để cho nó đơn giản cái câu chuyện tăng liều thì các cái nước mà Âu Mỹ thì họ có xây dựng cái việc mà để tăng liều. Thì đây là trường hợp mà bệnh nhân chỉ dùng ICS không thì mình thấy là đơn giản, bệnh nhân sẽ tự động tăng liều lên. Trong trường hợp chỉ dùng ICS không. Trong trường hợp mà dùng ICS mà có kết hợp thì mình thấy là nếu có dùng phocmoterol thì tăng như thế nào. Còn đây ví dụ dùng cái simbicort thì phải tăng liều, chỉ cần tăng hút lên thôi. Còn trong trường hợp dùng sedatide thì mình phải lấy thêm chai khác để xịt thêm vào. Có thêm một chai kế bên để mà tăng cái liều, chỉ tăng liều ICS mình không tăng liều SA3 lên. Một số thuốc khác đây là châu Âu, ở Mỹ thì cũng tương tự như vậy thôi, cũng hao hao như vậy, cũng không khác biệt lắm giữa các cái nhóm, thì cũng gần như vậy. Thì như vậy thì mình thấy là cái việc chúng ta thấy là cái việc mà tăng liều trong cái vùng vàng đó, thì mình thấy là đôi khi bác sĩ trên lâm sàng nhiều khi sẽ thấy nhìn thấy những cái bạn thấy rất mất thời gian, cho nên nếu mà lý tưởng thì mình có được mình phát triển những cái ứng dụng hoặc là những cái app hoặc là những cái chương trình khi mà bệnh nhân kê toa xong tự động chạy ra
cái khi nào tăng ông cần phải thuốc gì gì thì nó sẽ đơn giản cho bác sĩ, giảm cái thời gian mà chúng ta ngồi tính toán coi phải tăng liều như thế nào vân vân, thì nó sẽ phức tạp hơn. Tiếp theo thì em xin nói về cái hiệu quả, tại sao thì chúng ta phải sử dụng cái kế hoạch hành động. Thì kế hoạch hành động này thì nó thì nó cũng cũ lắm rồi, bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà có một cái khảo sát là chỉ có 4% bác sĩ gia đình là sử dụng kế hoạch hành động, mà 2% bệnh nhân là dùng kế hoạch hành động, vì lý do là mất thời gian. Mất thời gian và bác sĩ cũng không được gọi là huấn luyện nhiều về kế hoạch hành động này, cũng không biết nó là cái gì, nên nhiều khi đưa ra thì mình thấy thôi cả nó cứ như cũ cũng không sao. Nhưng mà thật sự khi mà cho bệnh nhân tham gia vào cái chương trình mà tự quản lý qua cái kế hoạch hành động đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ cải thiện rất là nhiều thứ. Thứ nhất là nó sẽ làm giảm cái nhập viện do hen. Ở đây là một cái nghiên cứu gọt, mình thấy rằng nó sẽ giảm cái đợt giảm cái nhập viện do hen khi mà bệnh nhân có một cái chương trình tự quản lý. Thứ hai nữa là nó cũng sẽ làm giảm cấp cứu do hen, thì chắc cái này mình cũng dễ hiểu thôi, vì mình đôi khi bệnh nhân lên cơn bệnh nhân tự xử trí rồi thì bệnh nhân không đi cấp cứu nữa đó, thì nó cũng sẽ làm giảm cái nhập viện, giảm cái cấp cứu cho hen. Đó là những cái mà đau to bú lớn. Còn những cái mà thân thuộc với bệnh nhân thì sao? Thì những cái thân thuộc của bệnh nhân chúng ta theo đây, thì cái kế hoạch hành động nó cũng sẽ giúp cho chúng ta làm giảm được cái mức độ nặng của bệnh hen, nếu mà bệnh nhân được huấn luyện đầy đủ ở trong cái việc mà sử dụng kế hoạch hành động. Và về cái phương diện xin lỗi, cái này là cái slide về chất lượng cuộc sống. Về cái chất lượng cuộc sống thì bệnh nhân cũng sẽ được cải thiện cái từ cuộc sống khi mà bệnh nhân sẽ sử dụng cái hoạt động ở đây. Nói chung là bệnh nhân cũng sống vui hơn, khỏe hơn, đặc biệt là bệnh nhân tận của mình ít đi hơn thì ít, mà có nhiều bệnh nhân thật sự là bệnh viện nào bây giờ họ không có khỏe, rất là khỏe, nhưng cứ mỗi lần lên khám là có bị bệnh, tại vì đi xe mười mấy tiếng đồng hồ xong mà lên mệt quá là bắt đầu lên cơn luôn, thì cũng có chứ vậy không. Rồi cái kế hoạch hành động này thì nó cũng làm giảm cái mức độ nặng của hen. Rồi và cái phần mà một chút xíu về liên quan đến phần cái phần chức năng hô hấp, thì nếu mà mình sử dụng cái kế hoạch hành động thì nó cũng giúp cải thiện được cái FEV1, giúp cải thiện được cái BF của bệnh nhân. Những cái này thì bệnh nhân không biết được, không biết được, nhưng mà bác sĩ mình cho mình khi mà mình đo lại cái hốt ký thì mình thấy ok, như vậy thì bệnh nhân cũng khỏe hơn, tốt hơn. Nhiều cái chỉ số nó đều được cải thiện. Thì như vậy khi mà mình đo, mình cho bệnh nhân cái kế hoạch hành động, mình sẽ cảm thấy là tự tin hơn rất là nhiều. Và cuối cùng thì cái kế hoạch hành động ở trên cái thực hành lâm sàng thì chúng ta sẽ như thế nào, những cái khuyến cáo như thế nào. Thì hiện tại thì Gina cũng đã có cái khuyến cáo về cái việc mà sử dụng cái kế hoạch hành động, vì tất cả các bệnh nhân đều phải có kế hoạch hành động, nhưng mà cái việc mà triển khai nó có rất là nhiều cái trở ngại. Thứ nhất là mình thấy là một buổi sáng mà một bác sĩ mà ngồi khám thì 50-70 người mà bắt ngồi tính liều, tính cái liều cái vùng vàng thì chắc là bỏ cuộc ha, vì không có thời gian. Cho nên là mình phải làm sao đổi qua những cái trên máy tính, ví dụ gì cần nhập cái thông tin bệnh nhân vào xong là bệnh nhân sẽ tự động in cái hoạt động ra hướng dẫn cho bệnh nhân, thì sẽ tốn giờ cho bác sĩ hơn. Và theo Gina khuyến cáo thì mỗi lần tái khám phải đảm bảo là bệnh nhân phải thay đổi cái hoạt động phù hợp, ví dụ hôm nay mình giảm liều xuống thì mình cũng phải thay đổi cái liều ICS khi mà bệnh nhân cần khi sử dụng. Và những cái bệnh nhân mà cái yếu tố nguy cơ mà vào được cấp thường xuyên thì chúng ta nên sử dụng, đặc biệt cái nhóm này nên sử dụng cái kế hoạch hành động cho bệnh nhân để bệnh nhân tự quản lý được, bệnh nhân nhận ra được cái triệu chứng của bệnh nhân là bệnh nhân can thiệp, vì đôi khi đó là cái mà bệnh nhân sẽ nhận ra sớm. Bệnh nhân nếu bệnh nhân được sớm can thiệp sớm thì mình sẽ làm giảm thiểu được những cái vấn đề mà mình tới thăm khám. Rồi trong trường hợp mà giảm liều điều trị thì đôi khi sợ bệnh nhân lên cơn lại, thì mình nếu có cái hành động và hướng dẫn bệnh nhân cái triệu chứng khi nào bệnh nhân phải có triệu chứng trở lại, và nếu cần hướng dẫn cho bệnh nhân tăng liều trở lại trong trường hợp mà bệnh nhân có cái triệu chứng bệnh nhân xấu đi. Và cuối cùng thì trong trường hợp mình thấy là cái tăng liều điều trị đánh hẹn trong cái vùng vàng chúng ta thấy đây, thì một là nếu mà đến thầy thuốc tới khám thì đơn giản bác sĩ tự tăng liều không có gì, nhưng mà bệnh nhân cũng mình hướng dẫn được cho bệnh nhân có thể khả năng tự tăng liều ngắn hạn trong 1-2 tuần, không có thì lúc đó thì có thể là bệnh nhân có thể là sẽ quay trở lại tái khám. Thì đây là cái giới thiệu một số cái hoạt động và một số cái trang web. Mình thì mình cũng sẽ cố gắng để xây dựng với sự tài trợ của một số công ty, thì mình cũng sẽ cố gắng xây dựng một cái hoạt động, tại vì cái hoạt động thì nó phải phụ thuộc vào một số cái nó sẽ được gọi là phụ thuộc vào cái yếu tố văn hóa, thì mình sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp lại với cái tình hình của nước ta. Thì nói chung thì kết luận thì cái kế hoạch hành động thì đây là một phần rất là quan trọng, và tất cả bệnh nhân nên có cái sử dụng kế hoạch hành động, và cái hành động thì nó sẽ giảm nhập viện, giảm cấp cứu, cải thiện chất lượng cuộc sống rất là nhiều thứ.
để mà giúp cho bệnh nhân chúng ta. Thì cái bài trình bày của em đến đây xin kết thúc. Em xin cảm ơn.